Xin chào cả nhà. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Mấy hôm nay thì mình không làm được nhiều vì các bạn cũng biết là mình chuẩn bị cho cái sự kiện ở Wiki Expo. Thì hôm qua vừa mới xong rồi thì hôm nay mới quay trở lại và sẽ làm clip thường xuyên được. Thì mình làm cái clip này để muốn thông báo với tất cả những anh chị và các bạn, những anh chị nào mà có theo dõi mình thì cũng có cơ hội để chúng ta giao lưu và chia sẻ. Thì trong cái buổi chia sẻ ở Expo thì chia sẻ ở Expo thì mình thấy là rất nhiều người, các anh chị cũng chơi lâu năm và các bạn vẫn cảm thấy là nó rất là mông lung, không hiểu là muốn đi lâu bền với nghề thì như thế nào. Thì mình cũng chia sẻ là mình cũng không phải là cái người quá giỏi, nhưng mà hiện tại thì đúng là mình có cái lộ trình đó và mình cũng muốn chia sẻ với mọi người cái lộ trình đấy như thế nào và chúng ta có thể phát triển với cái nghề đầu tư tài chính ra làm sao. Thì mình sẽ tổ chức một buổi offline vào thứ bảy tuần này, tổ chức buổi offline vào thứ bảy tuần này. Địa điểm thì tạm thời trước mắt là chắc là vẫn là ở lầu 18 Vincom Đồng Khởi, chỗ đường Lý Tự Trọng á. Thì các anh chị và các bạn là những ai mà muốn nghe mình phân tích thì đăng ký, mình sẽ để cái link ở dưới phần mô tả. Và chủ đề của buổi hôm đấy thì sẽ là nhận diện cơ hội trước bầu cử Mỹ, tức là nhận diện cơ hội trước bầu cử Mỹ. Thì mọi người cũng biết rồi, cái phong cách giao dịch của mình đôi khi những cái lệnh dài thì mình sẽ ngồi mình rình và đợi thời điểm để đưa ra quyết định mua hoặc bán. Thì đợt này thì mình cũng đang nhìn thấy là một cái cơ hội như vậy trước bầu cử Mỹ. Và dưới cái góc nhìn đó của mình, cái buổi hôm đấy offline mình sẽ phân tích cho mọi người xem và mọi người nghe, và qua đó thì mọi người có thể hình dung được thế nào là cách mình phân tích kỹ thuật, thế nào là cách mình áp dụng thêm các cái tiêu chí cơ bản vào trong cái phân tích của mình. Qua đó thì các bạn cũng có thể hình dung được là nó có phù hợp với lại các bạn hay không, hay là cũng có thể là nó sẽ là cái tiền đề để cho các bạn có thể đánh giá thêm cái khả năng của mình nữa. Nếu mà ok thì có thể là đồng hành cùng nhau trong một thời gian dài. Bởi vì qua cái buổi expo thì mình biết là nhu cầu của những anh chị và các bạn thực sự muốn trở thành trader chuyên nghiệp rất là nhiều. Đây là một nhu cầu hết sức cấp thiết và ở Việt Nam đúng là rất là thiếu, gần như không có nơi nào có thể đào tạo một cách bài bản và chuẩn chỉ cả. Thì mình cũng không dám nói rằng là cái lộ trình của mình nó bài bản chuẩn chỉ, nhưng ít nhất hiện tại là mình đang có tác dụng với bản thân mình, có tác dụng với một số anh chị và các bạn, các em mà mình đang hướng dẫn, và nó dần dần nó ổn định được với nghề. Thì cũng mong muốn là chia sẻ thôi, chẳng có cái mục đích gì là nói cho mọi người rằng là mình sẽ sale hay làm gì đó, không có. Vì cái thị trường phụ đào tạo ở Việt Nam thì thực sự là nó rất là hỗn loạn, chẳng đâu vào đâu, những cái giá trị ảo thì lên ngôi và được tung hô, những giá trị thật thì nhận được những ánh mắt nghi ngờ và nói chung là dò xét. Tất nhiên là cái chuyện đấy chuyện hết sức bình thường thôi, nhưng mà vàng ròng thì không sợ lửa, bởi vì thế nên mình cũng cứ thôi. Thì mọi người nói nhiều hỏi nhiều thì thôi, thì bây giờ mình sẽ tổ chức offline thường xuyên cho anh em xem. Và tất nhiên là mình nói rồi, mình cũng không có làm IB. Trong hệ thống của mình thì đang làm ở ở Windsor thì có các em ấy là hỗ trợ. Thì những anh chị nào thực sự thích và cần, cảm thấy hợp với phong cách của mình thì có thể ủng hộ và đi theo cái lộ trình mà mình có thể đặt ra. Còn nếu như chúng ta mang nặng quá cái vấn đề là đến để học sale thì thực sự là mình cũng không hứng thú. Nói thật ra là bản thân mình nghĩ là nếu mình làm được thì có khi mình cứ lặng lặng mình làm, cứ thế mà chơi rồi cũng dần dần phát triển những cái nguồn quỹ mà mình đang có vậy thôi. Chứ còn giảng dạy là đôi khi nó hơi mệt, đôi khi nó phải giải thích, mà mình thì nói chung là mình hơi lười. Nhưng mà cũng nhận ra là thôi thì cái tâm huyết bao nhiêu năm đi đến hôm nay rồi thì chia sẻ cho mọi người một chút xem sao, xem là cái cộng đồng có thể
mình có thể xây dựng được một cái cộng đồng nào mà thực sự nó giống như mình mong muốn không. Nói thật với mọi người là mình rất là cầu toàn. Đấy, mọi người nhìn trên cái biểu đồ của mình cũng sẽ thấy 2-3 hôm nay, từ hôm thứ tuần trước đến giờ là mình chẳng có vào được cái lệnh nào, mặc dù rất nhiều điểm, bởi vì là mình cầu toàn. Và cái tính cầu toàn đấy thì nó, mình thấy là nó đang giúp ích cho mình, mặc dù là đôi khi nó không phải tối ưu hóa được. Đấy, về cơ bản thì đang dình vàng g g thì chủ yếu là gz gu, gz thì nhiều hơn vàng. Và ông này nữa, ông nào UF30 rồi đây, ông này nữa đó, thì tất cả đều chỉ là đang dình dập và đợi chờ đúng khi mà nó giống như mình quan sát và nhận định thì vào thôi, vào ít nhưng mà chất lượng đó. Thì cái buổi offline đấy thì các bạn cứ chuẩn bị những cái câu hỏi, những ai mà muốn hỏi mình sâu hơn ở bất kể vấn đề gì thì các bạn cứ chuẩn bị, từ phân tích, từ quản trị hay là bất kể về công cụ nào cũng được, Ichimoku, MACD, Better Volume, cái gì đó các bạn hỏi thoải mái, hỏi gì cũng được, chỉ là đừng hỏi những cái vấn đề nó ngoài cái vấn đề quản trị tài khoản và đầu tư tài chính thôi. Thì mình làm clip này cũng chỉ mong muốn là chia sẻ với mọi người là như vậy. Hiện tại thì mục tiêu nó là cũng mong muốn xây dựng những cái cộng đồng chất lượng, mà cộng đồng chất lượng thì mình nói thật là nó sẽ sạch và ít chứ nó không phải đông. Mình không khoái lắm cái đông đảo, lúc nào cũng nói chuyện thì chưa chắc nó đã ra được cái việc gì, mà nói thì nó phải nói vào chủ đề hoặc là nó có quy trình quy chuẩn vậy đó. Nên là các anh các chị và các bạn, những ai mà thực sự đam mê thì có thể đăng ký tham gia. Mình sẽ để đường link ở cái phần mô tả nhé. Cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau.